Kính thưa quý khán thính giả, hôm nay ngày 25 tháng 1 năm 2014, chúng tôi đang có mặt tại United Nation Plaza tại thành phố San Francisco. Nơi đây là một địa điểm tổ chức mới của hội Tết lần thứ 18 của cộng đồng người Việt San Francisco phối hợp cùng các tổ chức hội đoàn tại địa phương. Phía sau chúng tôi là tòa thị chính thành phố San Francisco. Bên phải và bên trái là các gian hàng đang tất bật trưng bày các mặt hàng phục vụ cho hội chợ Tết. Và phía trước mặt chúng tôi là một sân khấu lớn được căng banner ở trên cao với hàng chữ Happy New Year, chúc mừng năm mới Giáp Ngọ 2014. Mời quý vị theo dõi phóng sự của chúng tôi. Thưa quý vị, Tết năm nay một lần nữa mang chủ đề Xuân Nhân Quyền cho Việt Nam. Điểm đặc biệt là được tổ chức ngay tại quảng trường của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại thành phố San Francisco, đã quy tụ được hàng ngàn người đến tham dự trong không khí tưng bừng đón xuân, trời quang mây tạnh, nắng ấm chan hòa. Thưa quý vị, tại cổng vào hội chợ, phái đoàn thị trưởng thành phố San Francisco cùng ban tổ chức cắt băng khai mạc hội chợ Tết Giáp Ngọ lần thứ 18 trong tiếng pháo nổ giòn giã từ phía khán đài. Tiếp đó, phái đoàn quan chức thành phố tiến đến khán đài trong tiếng trống của đoàn lân, trong tiếng hoan hô chào mừng của mọi người đứng hai bên giải lều gian hàng của các tổ chức thương mại tham gia hội chợ. Tại đây, nghi thức chào cờ khai mạc hội chợ Tết đã được Hội Ái Hữu HO San Francisco thực hiện rất trang trọng dưới sự điều khiển của hội trưởng ông Nguyễn Phú. Tiếp theo là phần dâng hương lên bàn thờ Tổ quốc do Hội Cao Niên và Hội Phụ Nữ đảm trách đã dâng lễ long trọng cầu xin Đức Quốc Tổ cho người Việt được một năm đầm ấm và người dân tại quốc nội sớm có tự do, dân chủ và nhân quyền. Kể từ tháng 4, 7, 5, dân Việt mất hết các quyền tự do. Lần đầu tiên, ban tổ chức Hội Tết San Francisco bước lên sân khấu trình diễn trong tiếng vỗ tay chào mừng của mọi người. Đây là toàn thể ban tổ chức của hội Tết năm nay của chúng ta. Sau đó là nghi thức thả bong bóng mang cờ vàng trở về quê hương. Phái đoàn thị trưởng thành phố San Francisco cầm dây của chùm bong bóng có gắn lá cờ vàng ba sọc đỏ. 1, 2 and 3. Xin mời các em bé xếp hàng để nhận lãnh lì xì. Phần tiếp theo là chương trình văn nghệ đặc sắc của AMV Productions. Các ca sĩ trình diễn thật sôi động và cuốn hút đồng hương ở lại cho đến khi kết thúc chương trình. Mỹ Lợi tường trình từ San Francisco xin thân ái kính chào quý vị.